Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng Word trên máy tính. Đó thì mình tiếp tục chia sẻ thêm các bạn về cái cách các bạn viết hoa các cái chữ cái ở trên Word các bạn nhé, hoặc là trên máy tính để các bạn soạn thảo văn bản và phục vụ công việc nhé. Đó thì trong thời gian vừa qua cũng có một số bạn có hỏi đến kênh của mình đó về cái cách các bạn gõ tiếng Việt có dấu, tức là cách viết từ gõ dấu trên máy tính đấy, và cách viết chữ hoa, chữ thường ở trên máy tính. Và thì hôm nay tranh thủ có thời gian thì mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn nhé. Rồi thì video này cũng tương tự như cả video trước, mình tiếp tục chia sẻ các bạn mới bắt đầu, cho nên là mình đi chậm và chi tiết một chút nha, để các bạn sẽ theo dõi. Rồi thì thông thường thì các bạn gọi tiếng Việt ấy, thì tức là chúng ta viết hoa chữ cái trên máy tính ấy, thì thường thường các bạn chủ yếu là sử dụng cái ứng dụng Word để chúng ta soạn thảo văn bản. Đó, các bạn quan sát trên màn hình nhá, cái ứng dụng mà có chữ có biểu tượng cuốn sách đang mở ra này, có chữ V kép nhé, ở dưới có ghi chữ Word này, có chữ V kép ORD 2016. Ở đây thì mình đang sử dụng cái phiên bản 2016 các bạn nhé. Đó thì các bạn kích chuột trái vào, tức là kích chuột trái 2 lần liên tiếp vào cái ứng dụng này. Đấy, chúng ta mở lên. Rồi, khi các bạn mở lên mà cái ứng dụng nó còn thu nhỏ màn hình thế này, thì các bạn kích vào cái ô nhỏ nhỏ ở góc phía trên cùng bên phải, các bạn kích vào đây. Đó thì cái ứng dụng này nó sẽ mở lớn lên và các bạn kích vào cái ô đầu tiên này. Đó thì trước đây khi mà các bạn chưa có máy tính ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng giấy để chúng ta viết lên giấy, đó viết bằng tay. Nhưng mà hiện nay thì đã có máy tính thì trong đa số trường hợp là người ta sẽ sử dụng máy tính để chúng ta viết tiếng Việt lên máy tính. Đấy, sau đấy là kết nối với máy in và sử dụng máy in để chúng ta in cái văn bản ấy ra. Đó, ví dụ các bạn soạn thảo một cái giấy mời này, một cái giấy mời họp phụ huynh chẳng hạn, hoặc là một cái giấy sơ yếu lý lịch đó, hoặc là các bản tả về một cái nội dung bài văn gì đó vân vân, đó thì chúng ta cũng có thể soạn thảo trên máy tính. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ có nhu cầu là viết hoa và viết chữ thường. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy cái ví dụ về cái viết chữ trên Word các bạn nhé. Đấy thì trong thời gian vừa qua thì mình đã chia sẻ các bạn được một số video về cái cách các bạn ghép từ này, gõ dấu ở trên máy tính. Đó các bạn quan tâm thì có thể truy cập thêm kênh của mình, các bạn tham khảo thêm nhé. Rồi đây ví dụ như là mình ghi một cái tên đây, chẳng hạn như là khi mà chúng ta viết bình thường ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ gõ như sau. Đấy, ở đây thì mình sẽ sử dụng cái ứng dụng UniCey này các bạn này. Đó, các bạn mở ứng dụng UniCey lên nha, cái ứng dụng có chữ UIN đây này, các bạn kích đúp chuột trái vào đây. Đó, tức là kích chuột trái 2 lần liên tiếp. Đấy, tiếp theo các bạn kích vào OK. Thì cũng để, ở đây các bạn để ý là đối với cái ứng dụng UniCey này ấy, thì các bạn để ý đến hai cái mục nhá. Cái mục thứ nhất là cái phần bảng mã này, cái mục thứ hai là phần kiểu gõ này. Đó, bảng mã thì các bạn kích vào cái ô cái mục này, chúng ta sẽ chọn vào cái phần cái mục là Unicode đó, Unicode đó. Đó, đây là cái ứng dụng mà các bạn được sử dụng hoàn toàn miễn phí để chúng ta gõ tiếng Việt ở trên máy tính nhé. Rồi, như vậy là cái phần bảng mã các bạn tích vào đây này, chúng ta chọn cái dòng đầu tiên đó là Unicode. Rồi, tiếp theo cái phần kiểu gõ cũng vậy, các bạn cũng kích vào đây. Rồi, chúng ta chọn cái dòng đầu tiên đó là Telex. Thì trong video hôm nay thì mình đang chia sẻ các bạn ở cái kiểu gõ Telex nhé. Đấy, kiểu gõ tiếng Việt theo kiểu gõ Telex, tức là chúng ta sử dụng cái phím chữ cái chúng ta gõ của dấu nhé. Rồi như vậy thì ở đây chúng ta sẽ gõ ví dụ như là mình viết một cái tên chẳng hạn đây, chẳng hạn như là Nguyễn Văn Hùng chẳng hạn đây, thì chúng ta sẽ ghi thế nào? Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái bàn phím ảo trên Win 10 nha. Mình vào Start menu này. Đó, thì đối với bàn phím ảo này các bạn có thể tìm ở trong cái phần trên Start menu của Win 10. Đó, các bạn kéo xuống thế này và các bạn tìm đến cái mục đó là Windows. Mình tạm thời đọc như vậy nha, Windows Access Access đấy. Có chữ này nhá, mình tạm thời đọc như vậy, các bạn kéo xuống và chọn là cái mục là On Screen Keyboard, có nghĩa là bàn phím ảo trên máy tính đấy. Rồi thì sau khi các bạn mở cái bàn phím ảo lên ấy, thì chúng ta sẽ phóng to lên một chút nha, đây mình sẽ kéo lên cho nó lớn lên một chút này. Rồi, các bạn nhớ theo dõi nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ gõ cái tên này lên. Ở đây cho cái này thu nhỏ lại một chút. Rồi. Rồi. Ví dụ là mình gọi cái tên là Nguyễn Văn Hùng đi, đó thì chúng ta sẽ gọi như thế nào? Đấy, Nguyễn Văn Hùng thì các bạn sẽ gọi chữ N này. Đầu tiên là chúng ta gọi chữ N này, chữ G này, tiếp theo chữ U này, chữ I này. Đấy, các bạn ghép các chữ cái lại nhá. Rồi chữ chữ E ấy, thì các bạn bấm vào phím E này 2 lần này, đó, được chữ E này, chữ N. Dấu ngã thì các bạn bấm vào phím chữ X để chúng ta viết dấu ngã nhé. Đây là kiểu gõ Telex này. Đó thì sau khi các bạn gõ xong cái từ này ấy, thì Word nó sẽ tự động viết hoa chữ cái đầu tiên cho các bạn. Đấy, và tiếp theo là chúng ta sẽ cách ra.
Cái phím cách là cái phím dài nhất ở trên bàn phím của các bạn nhé, cái hàng phím dưới cùng á, các bạn kích vào đây. Đó, Nguyễn Văn. Văn thì nó sẽ ghi là V này, A, N, chữ viết kép, chữ dấu á thì các bạn bấm vào chữ viết kép này để chúng ta viết dấu á này. Đó, thì theo các bạn cách Hùng đúng không? H U N G đó. Phải dấu huyền các bạn bấm vào chữ F. Đó. Như vậy là mình vừa viết xong cái từ Nguyễn Văn Hùng này. Đấy, nhưng mà trong thực tế thì khi các bạn viết cái từ này á thì chúng ta sẽ thì viết hoa. Đấy, viết hoa thì có hai trường hợp. Ví dụ là Nguyễn Văn Hùng này á, là các bạn phải viết hoa toàn bộ luôn, có trường hợp như thế. Gọi là viết chữ in hoa đấy. Trường hợp thứ hai là viết chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên thôi. Đó, mà không viết hết cả cả. Thì đầu tiên để viết hoa hết toàn bộ ấy thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ lại nha, mình cách ra này, mình cách ra viết xa xa ra chút. Đó. Thì để viết hoa toàn bộ thì các bạn sẽ bấm vào phím Caps Lock ở trên bàn phím ấy, cái phím có chữ B A C B A B S này ở kia phía bên trái bàn phím của các bạn ấy. Đó, C A B S nha. Thì lúc này bàn phím nó đang ở chế độ là viết thường, thì khi các bạn bấm vào đây này. Đó thì nó sẽ chuyển sang chế độ viết hoa. Đấy, các chữ cái, chữ thường nó sẽ chuyển thành chữ hoa hết và lúc này các bạn sẽ viết hoa toàn bộ nha. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ sử dụng cái phím Caps Lock này, chúng ta chuyển thành viết hoa. Các bạn bấm thêm lần nữa thì lại chuyển thành viết thường. Đó, bấm thêm lần nữa thì chuyển thành viết hoa, có sự chuyển đổi qua lại giữa cái phím này. Đó, các bạn quan sát cái phím này ở phía bên trái của bàn phím nha. Ở đây có chữ C A B S đấy. Và thông thường khi các bạn bấm một cái phím này á thì nó sẽ có cái đèn LED màu xanh, đèn LED có thể là màu xanh hay màu trắng gì đó. Thì lúc đó là cái phím Caps Lock này đang hoạt động này, nó đang có đèn đèn màu ấy, thì lúc đấy các bạn sẽ viết chữ hoa hết nha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ gọi lại từ Nguyễn Văn Hùng này đi, thì N này, G này, U I, phím E hai lần thì chữ E, N là dấu ngả là phím X, cách. Rồi chữ Văn thì V A N, và cái kéo này lấy dấu á này, cách Hùng, H U N G, là dấu huyền là phím F. Rồi thì trong trường hợp này thì mình đã sử dụng cái phím Caps Lock này để chuyển viết hoa toàn bộ. Rồi, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là chúng ta chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên thôi. Ví dụ như là chữ Nguyễn này thì mình viết chữ N viết hoa này. Rồi tiếp theo là chữ V viết hoa này. Đó, và chữ H viết hoa. Đấy, còn các chữ khác thì mình vẫn để viết thường. Thì mình để con trỏ chuột đằng sau này nha. Và nhấn Enter cho xuống dưới đi. Đó, và mình sẽ viết xuống phía dưới này. Đó, thì đầu tiên là mình ở đây mình sẽ viết xuống phía dưới ấy, thì các bạn sẽ làm như sau, mình bấm vào phím Caps Lock để chuyển thành trở về viết thường nha. Đó, thì để viết hoa những cái từ này thì các bạn sẽ bấm cùng với phím Shift. Đấy. Đầu tiên chữ Nguyễn thì N G U I này. Phím E hai lần này. N này, dấu ngả là X này. Đó. Thì ở trên Word thì phần mềm này nó hiểu rằng là cái chữ N đầu chữ N ấy là chữ cái đầu tiên của câu thì sẽ viết hoa, cho nên là Word sẽ tự động viết hoa cho các bạn nha. Các bạn cách ra. Chữ Văn này này thì chữ V này viết hoa này thì chúng ta sẽ bấm nút shift shift đúng không? Shift V. Đó, tức là các bạn dùng hai ngón tay, một ngón bấm vào phím shift, một ngón còn lại bấm vào chữ V thì chúng ta viết được chữ V viết hoa. Còn nếu các bạn bấm chữ V không ấy thì nó chỉ viết thường thôi. Đó, cho nên là shift V thì được chữ V viết hoa. Sau đấy các bạn viết bình thường A N thì kẹp lấy dấu áo này. Rồi cách. Đó, chữ Hùng vậy, chữ Hùng nếu các bạn bấm chữ H không ấy thì nó chỉ viết thường thôi. Đó, bây giờ để viết hoa thì chúng ta sẽ bấm cùng với phím Shift nha, Shift H đó. U N G, dấu huyền là phím F. Đó, thì đó đây, đó là hai cái cách viết hoa trong một số cái thể thức văn bản. Đó. Bởi vì thực tế thì khi các bạn soạn thảo văn bản ấy, thì có một số cái văn bản họ yêu cầu là viết họ và tên là bằng chữ in hoa có dấu. Đó thì lúc đấy các bạn phải viết bằng cái từ này, in hoa có dấu này. Đó. Còn trường hợp các bạn bảo là chỉ viết họ và tên không thì thường thường chúng ta hay viết hoa chữ cái đầu tiên thôi. Đấy, khi chúng ta viết chữ hoa tất cả như thế này. Và các bạn lưu ý là trên bàn phím ấy, thì có một số cái phím nha. Vừa rồi là có một số bạn có hỏi đến kênh của mình. Đó là về các cái phím dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu hỏi thì nó nằm ở vị trí nào ở trên bàn phím. Đó thì cũng chia sẻ với các bạn là đối với dấu phẩy ấy, thì nó sẽ nằm sau phím chữ M này này. Đây là dấu phẩy này. Các bạn kích vào đây này thì chúng ta có dấu phẩy đây này. Đấy, rồi. Dấu phẩy thì là nó nằm trong một câu, tức là khi cái câu đó chưa hết ấy, thì chúng ta tiếp tục viết tiếp. Đó, còn dấu chấm thì nó nằm đằng sau dấu phẩy luôn, nằm ở đây. Đó, tức là khi chúng ta viết xong nội dung của một câu rồi thì chúng ta chấm và chúng ta lại viết cái câu tiếp theo. Đấy, và các bạn để ý là sau dấu chấm ấy, thì chúng ta sẽ viết hoa chữ cái đầu tiên nhá, cứ sau một câu một số chấm như vậy. Đó, rồi dấu chấm phẩy thì nằm ở vị trí này, dấu chấm phẩy thì nằm đằng sau phím chữ L. Phím chữ L đây thì dấu chấm phẩy nằm ở đây. Đó. Rồi phím dấu hỏi ấy,
Dấu hỏi thì nó nằm đây, mình xem thử có dấu hỏi không nha. Thì cái bàn phím ảo này đây, thì phím dấu hỏi là phím này các bạn này, đây nhá, cái phím này là phím dấu hỏi này, phím dấu hỏi thì nó nằm sau phím dấu chấm đó. Như vậy là ở đây là trên bàn phím người ta tích hợp ba cái dấu này nằm một chỗ luôn này, dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi này. Nhưng mà cái dấu hỏi này ấy, thì các bạn lưu ý là khi các bạn bấm ấy, thì bấm vào đây này thì nó chỉ ra cái dấu gạch ngang thôi, dấu gạch ngang. Đó, muốn viết được dấu hỏi này ấy, thì các bạn phải bấm cùng với phím shift giống như lúc nãy nhé, shift dấu hỏi đó thì nó mới ra. Đấy, như vậy là khi các bạn sử dụng bàn phím thì đối với các cái ký tự mà nằm ở cái góc trên cùng bên trái này này, ví dụ như phím số 1 thì có cái phím dài thừa này, phím số 2 thì có chữ A cộng này, phím số 3 thì có chữ thăng, phím số 4 ấy, thì có chữ UD, phím số 5 thì có chữ phần trăm. Như vậy là những cái phím mà có cái ký tự nằm ở góc trên cùng bên trái này này thì các bạn phải bấm cùng với phím shift nhé. Ở đây mình ví dụ này, bấm vào phím số 1 này thì ra số 1, phím số 2 thì ra số 2, chứ nó không có ra cái ký tự góc trên cùng bên trái này. Đó, thì bây giờ muốn ra ký tự góc trên cùng bên trái này thì các bạn bấm cùng với phím shift. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn viết ký tự A cộng này này, đó thì các bạn sẽ bấm shift này, phím số 2, đó thì nó sẽ ra chữ A cộng ở đây luôn. Tức là các bạn dùng hai ngón tay, một ngón bấm vào phím shift, nó còn lại bấm vào chữ số 2. Đó, hoặc là cái phím UD này này, các bạn bấm shift, phím số 4, đó thì ra UD. Còn bình thường các bạn bấm như thế này này thì nó chỉ ra số 4 thôi. Tương tự như vậy, muốn viết số phần trăm đó, thì các bạn bấm phím shift và phím số 5, đó thì nó sẽ ra cái từ phần trăm. Đấy, hoặc là cái chữ và. Đấy, cái chữ và thì nó nằm ở phím số 7 các bạn này. Đấy, thì chúng ta sẽ bấm phím shift và phím số 7 thì nó sẽ ra cái dấu và này. Đó, cái chữ và này và cái chữ phần trăm này thì chúng ta cũng hay sử dụng. Đó thì các bạn sẽ sử dụng các cái phím số nha. Trường hợp mà các bạn cần viết các ký tự đặc biệt thì chúng ta sẽ quan sát trên các cái phím số này này, từ 1 cho đến số 0. Đó. Còn tiếp theo là cái phím dấu trừ thì nó nằm ở đằng sau phím số 0 này. Đấy, tiếp đến là phím dấu cộng. Rồi còn các cái phím phẩy, dấu chấm phẩy, phím phẩy này, phím dấu chấm, phím dấu hỏi này thì nó nằm ở khu vực dưới này. Đó, tiếp đến là cái phím dấu chấm phẩy các bạn này. Đấy, dấu chấm phẩy thì nó nằm ở sau chữ L đây nhá, đây phím này. Và thì vừa rồi mình vừa chia sẻ các bạn thêm một số cái ký tự ở trên bàn phím của máy tính để các bạn tham khảo thêm, để các bạn soạn thảo văn bản nhé, và chúng ta cùng công việc nhé. Rồi thì mình xin dừng video ở đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video, và chúc tất cả các bạn gọi tiếng Việt có dấu trên máy tính thành công, cũng như là viết hoa các cái chữ cái, các cái tên riêng, các cái địa danh ở trên Word nhé, để các bạn soạn thảo văn bản, để các bạn phục vụ công việc của bản thân nhé. Và sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thêm thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé, mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.